Các bạn thân mến, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn về câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Lộc, gọi là Lộc. Chị Lộc nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi về mô hình nuôi ốc nhồi phát triển kinh tế tại trang trại của mình. Là một con vật thân quen gần gũi gắn bó với những ký ức của tuổi thơ nơi đồng làng, bằng quyết tâm với sự nỗ lực của cô thôn nữ Nguyễn Thị Lộc ở tại khu 2, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, đã viết nên một câu chuyện khởi nghiệp vừa chân thật, giản dị nhưng cũng không kém phần gian nan và vất vả. Về xã Hà Lộc hỏi thăm đường đến trang trại của chị Nguyễn Thị Lộc thì ai cũng niềm nở chỉ đường. Ở đây mọi người đều gọi chị với một cái tên thân mật, đó là Lộc Ốc Nhồi. Chỉ nghe biệt danh có vẻ chân chất chất quê như vậy cũng đủ để thấy hiệu ứng lan tỏa mà mô hình khởi nghiệp của chị đã làm. Tiếp đón chúng tôi trong trang trại nuôi ốc nhồi của mình, chị Lộc mở đầu câu chuyện bằng những chia sẻ chân thành. Từ nhỏ tôi đã rất vất vả ruộng đồng, mò cua bắt ốc theo cuộc sống của người nông dân. Chưa có lúc nào tôi từ bỏ ý nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ có một mảnh đất, có một cái ao và có một cái trang trại để nuôi con ốc, con cua. Và có lẽ từ nỗi niềm đau đớn của người thôn nữ đã bác nhịp cầu đưa chị Lộc về với quê hương Phú Thọ và với nghề nuôi ốc. Một con vật mà vừa quen vừa lạ trong những mô hình phát triển kinh tế. Chị Lộc kể rằng quãng thời gian trước khi khởi nghiệp, cũng như là cách để tự so sánh với bản thân mình về quãng thời gian sau này, đó là khi chị đi đến quyết định mạo hiểm đầu tiên trong đời, đó là dừng chăn nuôi vì do dịch bệnh giá cả bấp bênh, nhiều rủi ro thua lỗ, và chuyển sang làm ao nuôi ốc nhồi, mang theo niềm hy vọng có thể làm giàu chân chính tại quê chồng. Trong một lần ngồi trò chuyện với bạn bè về những kỷ niệm tuổi thơ ấu, hình ảnh những con ốc nhồi lấm lem bùn đất nhưng ăn ruột giòn ngon béo ngậy bỗng nhiên hiện hữu, mở ra cho chị một hướng đi mới, đó là phát triển kinh tế từ nghề nuôi ốc nhồi quê. Chuyên tâm tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nuôi bán tiêu thụ ốc nhồi và tổng kết lại rằng ốc nhồi tuy là loài thân mềm, có nhiều ngoài ao ngoài đồng, thuở nhỏ thường đi bắt về để ăn, nhưng càng ngày loại động vật này càng trở nên khan hiếm ngoài tự nhiên. Trong khi đó, nhu cầu thị trường đối với loại ốc nhồi này là rất lớn, không chỉ là ốc thương phẩm mà cả ốc giống. Chính bởi vậy mà giá thành của loại ốc khi xuất ra thị trường luôn ở mức rất cao. Tìm hiểu cách thức chăm nuôi ốc ở trên mạng và qua một số bạn bè kinh nghiệm thực tế, chị Lộc càng có thêm quyết tâm tự đầu tư khởi nghiệp. Chị cho biết quy trình chăm nuôi ốc nhồi không quá phức tạp, chi phí đầu tư ban đầu không quá tốn kém, đặc biệt mình có thể chủ động được nguồn thức ăn vì nó ăn được hầu hết thức ăn như bèo tấm, bèo tây, hoa, rong, rêu, bí ngô, đu đủ, mướp. Đây là những thứ có sẵn trong tự nhiên, hoặc nếu có phải mua thì nó cũng không đòi hỏi quá mức và chi phí quá lớn. Hơn nữa ốc nhồi ít dịch bệnh nên khả năng rủi ro rất thấp. Ốc giống là một trong những mặt hàng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đấy, bằng sự nhìn nhận của mình về thị trường, căn cứ vào thực tế tài chính của bản thân, sau một thời gian tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về quy trình cách thức chăm nuôi ốc nhồi, năm 2019 chị đã bắt đầu nuôi thử nghiệm trong bể nhỏ. Đến năm 20, chị quyết tâm đầu tư số tiền lớn vào đào ao trên mảnh đất đấu thầu và chuyên tâm đầu tư phát triển mô hình trang trại nuôi ốc nhồi. Tuy nhiên, lần đầu tiên mở rộng quy mô ấy, chị thất bại. Chị nhận định thời điểm ấy mình chưa thực sự thuần thục về quy trình chăm nuôi ốc, trên thực tế đã cho ốc ăn quá nhiều thức ăn dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm. Thất bại không khiến chị Lộc nản, mà chị càng quyết tâm học hỏi, đầu tư bài bản hơn với tâm niệm thất bại là mẹ thành công. Thất bại ở đâu, đứng lên ở đó. Sau nhiều nỗ lực, đến thời điểm hiện tại chị đã xây dựng được cho mình một trang trại sinh vật cảnh, trong đó có ao nuôi ốc nhồi rộng 1.200 m². Vào mùa ốc sinh sản từ tháng 3 đến tháng 9, mỗi tháng trang trại chỉ xuất ra thị trường từ 7 đến 10 vạn con ốc giống, ước tính cũng đạt vài chục triệu đồng trên một tháng.
Từ tháng 10 đến tháng 2, thời tiết lạnh, ốc ngủ đông, chị lại tập trung chăm sóc con ốc, dọn dẹp, sửa sang trang trại. Hiện tại, con ốc nhồi giống của chị đã được khách hàng ưa chuộng, không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà vươn ra khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong tương lai, chị dự định sẽ đấu thầu thêm để mở rộng ao nuôi và nhân giống. Tích cực hỗ trợ con giống, trao đổi kiến thức giúp các hộ nuôi cũng như thanh niên trong xã và ở mọi miền có cùng chung một chí hướng để xây ước mơ khởi nghiệp. Câu chuyện khởi nghiệp từ mô hình nuôi ốc nhồi của chị Lộc là kết quả của rất nhiều yếu tố, đó là sự nhanh nhạy trong việc hiểu và nắm bắt được nhu cầu thị trường và là sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của những nỗ lực chịu khó học hỏi. Nhưng trên tất cả, câu chuyện khởi nghiệp của chị Lộc đã cho thấy một bài học quý giá của việc chiến thắng được chính bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Đúng như lời chị đã chia sẻ, đây vẫn chưa phải tất cả của sự thành công. Mọi thành quả của tôi có được cho đến hiện tại mới chỉ là điểm khởi đầu. Quay và ghi hình trực tiếp từ Trung tâm Phong thủy Tâm Thiện, Hà Lộc, ngày 13 tháng 10 năm Tân Sửu. Phong thủy Tâm Thiện trên YouTube trân trọng giới thiệu đến các bạn gần xa một mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả. Xin chào các bạn.